Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hàng Nhật 123. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc sen tắm của hãng Toto, có model là TMN40STG. Và sau đây mình xin mở hộp các bạn để có thể xem chi tiết hơn. Đầu tiên thì chính là các tấm catano của tiếng Nhật, tất cả sẽ bằng tiếng Nhật các bạn nhé. Đó, thì ở đây nó cũng sẽ có tất cả các hướng dẫn và cách lắp đặt. Đấy, tiếp theo chính là dây sen. Đó, dây sen này thì được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, cho nên là chịu lực, chịu nhiệt và chống xoắn cực kỳ tốt các bạn nhé. Đó, rất là chắc. Và đặc biệt chiếc đầu này thì còn được thiết kế thêm, đó chính là có thể điều chỉnh chế độ nước to nhỏ, cực kỳ tiện phải không các bạn. Đây, tiếp theo là bát sen. Đó, bát sen này là làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, cho nên là chống bám cặn cực kỳ tốt các bạn nhé. Và đặc biệt chiếc này thì gọi là chuyển chế độ nước, đó chính là chuyển chế độ massage. Ví dụ ở đây các bạn điều chỉnh ở đây là chính là chế độ massage thì nó sẽ xoáy hình dạng xoáy, cảm giác các bạn tắm thì sẽ cực kỳ là dễ chịu. Còn tiếp theo chính là chế độ bát sen, thì cũng giống như các bát hoa sen bình thường, nó cũng sẽ là nước bình thường thôi các bạn nhé. Đó, cực kỳ tiện. Tiếp theo chính là hai cái tai sen để chúng ta có thể kết nối với đầu nóng và đầu lạnh. Đó, tiếp theo trong hộp này thì sẽ gồm có hai giá đỡ sen các bạn nhé, thì cũng sẽ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, cho nên là chống bám cặn và cực kỳ bền theo thời gian các bạn ạ. Đó, và cuối cùng thì sẽ là củ sen. Đó, củ sen này thì sẽ được làm bằng đồng thau và mạ niken chrome, cho nên là những cái ở bề mặt này thì sẽ chống bám cặn cực kỳ tốt các bạn nhé. Đó, và ở đây chính là hai nút bấm phía dưới, nút bấm bên này chính là vòi xả bồn các bạn nhé. Đây chính là vòi xả bồn, thì và cái vòi xả bồn này thì cũng sẽ có điều chỉnh nước, điều chỉnh nước to nhỏ các bạn nhé. Đây các bạn có thể xoay cái này, có thể điều chỉnh nước to nhỏ, đó cực kỳ tiện. Và phía bên này chính là vòi hoa sen các bạn nhé. Đó, còn phía bên này chính là điều chỉnh nước nóng và lạnh. Đó, và cũng khống chế ở 40 độ C như các bộ sen khác. Đó, tất cả làm bằng đồng thau mạ và niken chrome, cho nên là các bác cầm cục này khá là nặng, cực kỳ là nặng tay. Đó, và đây chính là toàn bộ tất cả các bộ phận và chi tiết để có thể lắp nên hoàn chỉnh một chiếc bộ sen các bạn nhé. Đó, cũng khá là đơn giản thôi. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay là các bạn cần tư vấn gì thêm về chiếc bộ sen này, thì các bạn có thể liên hệ hai số hotline trên. Hotline chi nhánh Hà Nội 0947 286 123, hotline chi nhánh Hồ Chí Minh 0832 286 123. Và xin chào tất cả các bạn, mình xin dừng video tại giới thiệu sản phẩm tại đây các bạn nhé. Và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.